Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hạng C, số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai i30 phiên bản CVK. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký là năm 2010 các bạn nhé. Và chiếc xe này thì mới chạy có 14 vạn km thôi, cam kết với quý vị các bạn là đồng hồ chuẩn nhé, chạy rất là ít. Chiếc xe này là tôi mua được của một chị công chức nhà nước ở Hà Nội luôn bạn ạ. Thì chiếc xe này là chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không gặp nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản và đã độ thêm rất là nhiều đồ rồi các bạn nhé. Dàn lốp Michelin thì mới thay này, lắp thêm màn hình Android rất xịn này, camera lùi, camera hành trình đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Và chúng tôi đang bán chiếc xe này với giá là 252 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai i30 CVK nhập khẩu nguyên chiếc này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai i30 phiên bản CVK nhập khẩu nguyên chiếc 2009 này ạ. Mời quý vị và các bạn.
thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai phiên bản i30 CV kép sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam 2010, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh 147.000 km. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản luôn. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn nhé. Và chúng tôi đang bán với giá là 252 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai i30 phiên bản CV kép nhập khẩu nguyên chiếc này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.